Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm clip lưu trữ. Acc này là acc giant. Như là ở server 153 thì bạn có nhắn tin cho tôi để đăng ký làm clip lưu trữ. Mình cần tư vấn thẻ về độ hình và thẻ tính năng chiến thuật. Đấy, thì tôi coi thử là sẽ có cái gì. Rồi. À, không phải là lai đỡ giật đâu mà do tôi hạ xuống 720 cho nên là nó điếu giật nữa. Ví dụ như mấy bữa nào làm clip lưu trữ như thế này nè, thì tôi sẽ để 1080. Còn hôm nào mà coi chiến khu á, thì tôi sẽ để 720, tại vì là do cái giả lập này á, nó do cái giả lập này nó kéo 1080, nó kéo không nổi. Thì khi để mà muốn like mà like chiến khu 1080 thì chừng nào tôi sẽ liên hệ thằng Na nó sẽ cứu vớt cuộc đời tôi. Rồi, ok, con tăng top là con tăng top ở Quách Kình 2. Con skin 1, con chày 1. Chày 1 có của kích sư và đã có DK. Đầu tiên về tướng nha, là tướng gần như lấy đủ hết, không thiếu con này, và acc này nạp khá là đều. Acc này nạp khá là đều nha. Nhìn nhìn nói chung là nạp khá là đều, để coi thử phần trang bị. Rồi, tăng top là full bộ thần. Ủa. Ủa sao cái này không cho bộ thần cơ vô luôn, không có à? Bị gì vậy trời? Không có à. Hộ mệnh này nó cũng là bộ thần cơ mà đúng không? Ủa? Cái hộ mệnh này nó cũng là thần cơ này mà tại sao không dùng cái bộ này? Cái hộ mệnh này nó cũng là thần cơ nè. Cái này cái hộ mệnh này sao là thần cơ? Ví dụ như trong trường hợp mà không xài thần cơ thì tháo mẹ cái món quần này ra đi. Để cái quần vô cho nó kích cái dòng này luôn. Nè cho nó kích cái dòng này luôn, sau khi con tăng tốc hành động hồi 10% HP này ngon vậy cứ cái cần đâu đeo 4 món đồ đỏ. Còn thôi đeo bộ này vô cho tăng thẳng 10% HP luôn. Đeo bộ này nè tao tăng thẳng thêm 10% HP luôn. Trời. Cần thiết gì đâu em, bây giờ nhét bộ đi cây vô thì đúng kích 4 món đồ đỏ nó cao hơn, nhưng mà đeo cái kia thì tăng sao lên nó cũng hơn mà. À hết kim cương. À hết kim cương. À hết thì thôi chịu. Rồi con skin thì full 4 món đi cây. Ok, được. Thẻ hoài 13 dòng tăng sát thương thêm ngon. Đỡ đòn tấn công rồi, ok cơ bản câu thẻ cũng tăng top coi. Ôi, mẹ mỹ sát thương đầy đủ, tăng sát thương thêm. Tăng HP, tắc B. Đấy. Rồi HP, HP bổ kích phòng thủ, ok ngon. Nói chung là mấy con tướng, nói chung là hai con tướng đâm chính hiện giờ như là cơ bản ok rồi. Rồi, tiếp tục là coi thử cùng bao nhiêu dí đi. Cái dí mới là cái quan trọng nè. Ôi, mẹ ạc nạp đều vãi. Còn thủy tinh luôn nè, cũng trăm mấy thủy tinh mua random. Cái này có 4 năm đầu không? Tôi nghĩ nó chắc chắn là lấy năm đầu. Hạt này nghĩ khả năng cao là hết 100% sẽ lấy năm đầu. Ủa vậy skin có gì đâu sai sai. Đâu? Ôi! Ôi đúng sai thiệt không à. Ôi sai thiệt với ông à. Mẹ dày skin chơi tấn công thường luôn à. Ok, cái này chắc là tuổi trẻ bằng bột cho nên là nâng cái này chắc cho tuổi trẻ thôi, còn bây giờ già rồi hết nâng chắc rồi, hoặc là cố nâng lên thôi, tại vì nâng cái đó có ấn xác nhận là khi ấn lên nó sẽ ấn xác nhận bạn có muốn đồng ý nâng đồ hay không, mà tuổi trẻ thôi mấy anh em. Cái này chắc chắn lấy năm đầu 100% rồi, thì acc này không có phượng, acc này là không có phượng cho nên là lấy năm đầu gần như là 100%. Rồi ok, nói chung là tướng rồi nạp đều, nạp này là nạp xương xương là cứ ta đủ. Tướng hiện giờ rất là ngon, lực chiến chạm móc lực chiến sàn, nhưng mà coi thử bây giờ hiện tại là tại sao cái móc lực chiến này nó yếu tới như vậy? Tại nếu mà nạp đều thì nó cũng khỏe mà coi tại sao nó yếu như vậy? Đang đeo bộ này là tăng chi viện à. Anh hùng tăng chi viện, đam chính đang là con tăng top, thì con tăng top là ở Quách Kình 2. Tăng chi viện à, ok tăng chi viện rồi vũ trang quái nhân nè, quái nhân cái này ok, đi công cho quái nhân cái này ok, tàn bạo rồi vũ trang, vũ trang hình như là acc này không có út tóc đúng không, acc này không có út tóc đúng không, đúng rồi acc này không có út tóc, acc này không có út tóc, ok tiếp tục, acc này không có út tóc rồi, dân chào trị liệu. Rồi ok. Thì để tôi tính thử do cái acc này như thế này nha, thật sự nha. Thật sự là bộ thẻ chính năng tiến thuật á là đi ok.
đi ok đầy đủ hết luôn, chỉ có một cái là do chưa kích được hệ thôi, chưa kích được hệ cho nó yếu, tại vì nó nằm nó yếu rồi, yếu ở đây nè, nó gãy gãy ở phần này nè, cái phần này bây giờ 6 thẻ cam thì nó sẽ lời chiến rất là nhiều, tại vì do chưa ra thẻ, do cái này chưa ra thẻ. Với lại nha, là nếu nếu nha nó nếu như mà đã xác định á, đi cái bộ thẻ này tăng chi viện cho bên anh hùng á, thì em đi cái bộ thẻ này á nha, là em chỉ đi vô con tăng tốt thôi, em chỉ đi vô con tăng tốt thôi, do cái thẻ này là thẻ cam. Với cái bộ này bộ thẻ cam ok đồng ý nha, là bộ thẻ cam, nhưng nếu như nha mà cái bộ này á, mà đi bằng cái bộ chiến bộ bộ phản đam á, thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì em đi cái này là em đi tập trung xoay quanh cho con tăng tốp, là biết con tăng tốp nó đấm thôi, nhưng nếu mà để mà đi ngon lành cành đào hơn thì cái này là đi sẽ cho đi phản đam, nó sẽ cho ngon hơn, phản đam hoặc là máu thì thứ gì đó vân vân. Ở đây là thẻ một này, thẻ hai nè, ồ không đủ thẻ phản đam luôn, có hai loại thẻ à. Rồi ở bên công nghệ nè, ở bên công nghệ thì công nghệ tự nhiên bây giờ công nghệ thì công nghệ có khiên khiên mấy khiên thì cũng mỗi loại một cái, nó hơi nửa nửa vời. Rồi ok, nói chung là cái chỗ này nha, cái chỗ này anh nói thiệt, anh góp ý chỗ công nghệ nè, cái này không cần kích bộ thẻ hút máu đâu em, cái bộ này không cần kích cái thẻ hút máu đâu, em có thể lắp thêm em có thể lắp thêm cái chỗ này công nghệ nhiều hơn một chút, công nghệ nhiều hơn. Chỗ này là đang là xấu rồi nè, cái chỗ này là xấu tím rồi nè, bây giờ một ô công nghệ, hai ô công nghệ, ba ô công nghệ, bốn ô công nghệ, chỗ này là năm ô công nghệ rồi, thì em chỉ cần kiếm thêm một cái thẻ này, cái thẻ bộc phát tím nữa là 6 ô công nghệ, thì em kích thêm 6 cái ô công nghệ tím này để cho con DK của em trâu hơn, nó tăng, tại vì công nghệ nó không cần kích hiệu ứng. Nếu như mà em muốn kích hiệu ứng đó, thì em kích lá chắn nó sẽ ngon hơn, hút máu này thì con DK nó hành động sẽ rất là ít, chủ yếu là đứng ở chơi mặt ra cho người ta đánh không à. Rồi tiếp tục cái đấu này cũng vậy, cái đấu này thì cố gắng lên cam thôi, cái đấu này là rất là khó lên, cái bộ cái đó rất khó lên. Ok tâm linh thì ok hết rồi, chỉ có cái chỗ anh hùng này với lại cái chỗ công nghệ này thì hơi lấn cấn ở chỗ này thôi. Thì vì cơ bản á, là ví dụ như công nghệ hiện giờ nó có một con à, hiện giờ công nghệ nó có một con à, sau này khi mà ra tới con MK á, mà ra con MK nó còn lâu lắm, cho nên là hiện giờ công nghệ là nó chỉ có là chơi chơi lấy máu thôi, chỗ này cũng chả cần kết hệ. Một là em đi chơi tăng cái bộ khiên hoặc là tăng cái bộ phòng thủ lên cho con DK đứng ở châu thôi, còn thôi em lắp full hết thẻ 8, ví dụ như là em lắp chơi 8 luôn con công nghệ để lấy 240k máu cho con DK đứng tăng thôi là được đó, cơ bản là như vậy. Rồi tiếp tục nữa là cái phần bên anh hùng cái này, bên anh hùng thì anh thấy cái thẻ này thực sự á, mà để mà anh không đánh giá cao cái thẻ này nha, tại vì cái thẻ này để mà muốn mạnh đó nha, để cái thẻ này để mà muốn mạnh á, thì em phải có đôi giày tăng chi viện, em mới có đôi giày tăng chi viện, và tiếp theo nữa là em mới có thẻ tăng sát thương chi viện, và ngoài ra là cái thẻ này của em nè, tại sao những người mà đi chi viện á, thì cái thẻ này của em đi là chủ yếu là sát thương là chính, cái thẻ này em sẽ đi dòng sát thương, cái này mới một dòng thôi, và em đang đi chỗ này là tăng sát thương thêm và miễn sát thương thêm, thì nó thuần về máu và phản đam nhiều hơn, cho nên là cái thẻ tăng sát thương chi viện thì nó cũng là một lối chơi, nhưng mà để phù hợp á, thì đôi giày tăng sát thương chi viện hoặc là em có thẻ tăng sát thương chi viện thì nó sẽ ngon hơn, chứ 10% nó không đáng bao nhiêu đó, thật sự là như vậy. Rồi ok, thì đó là về tướng với lại là tướng nè, về tướng rồi tư vấn về tướng về trang bị. Ngoài ra á nha, cái lượng cái ở đây nè là anh thấy sương sương nha, là 10 ngày, ngày mai là sẽ bắt đầu, ngày mai là sẽ bắt đầu cho mua lại gói vé đen, thì anh thấy á nha là chắc em phải bỏ bỏ khoảng cỡ 3 4 ngày gói vé đen đó. Tại vì sao? Tại vì hiện tại của em á, hiện giờ đang là 156 vé, mà để quay năm đầu á, mà để quay năm đầu á thì cần 70 vé, thì em đang thiếu là 14 vé, mà 14 vé đó đào ở đâu ra, thì em ít nhất là em phải mua là ở trên webpay hoặc là em mua gói siêu thị kỹ đó thì mới bù vô được. Còn vé gói vé ra random thì 10 ngày thì em mua hết chỗ này là hết 140 thủy tinh rồi, thì anh nghĩ là em chỉ mua được khoảng cỡ tầm 5 ngày thôi. Còn nếu mà em nạp thêm thì không nói nha, nếu mà em nạp thêm anh không nói nha, nhưng mà nếu là em chỉ mọc em quy định tháng em xài hết cái đống thủy tinh đó thôi thì nghĩa là nó sẽ không đủ, cho nên là em cân nhắc về cái việc là nên mua bỏ chia một ít ra để mua gói siêu thị kỹ cho nó đủ năm đầu, tại vì con năm đầu đó, nó cần siêu thị kỹ nhiều lắm, mà để hụt siêu thị kỹ của năm đầu là khá là mệt đó. Rồi đó là cái tư vấn hơi ạt chuẩn ạt bill, nhìn ạt ạt nói chung là ạt này hơn 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 ạt của con Thái thiệt, anh nói thiệt luôn nha, là anh vô ạc á, hiện giờ như con Thái mới ngồi đây ạc này còn hơn hơn cả của con Thái. Khi mà anh vô ạc của con Thái nha, là nó đéo có một cái thẻ nào hết á, thì cái thẻ cam nó đéo có luôn, đi ải cũng không rớt luôn, mẹ nó cùi phải cứt ra,
Rồi ngồi quay gần bây giờ quay tới 10.000 điểm mà của ông Thái là chỗ này anh quay cho tới nó 10.000 điểm luôn mà nó cũng điếu ra rồi là điếu ra mấy ông ạ. Một là nó trùng, hai là nó không ra luôn, cho nên là cho nên là cái chỗ này, cho nên là cái câu chuyện ở đây thì ạc này hơn kích thôi. Đấy. Rồi ok. Rồi đấy, đây cái mà đi cái tư vấn cho mấy anh em. Rồi xong nha, một app.